tối 20 tháng 10 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải vừa ra văn bản hướng dẫn triển khai các đường bay nội địa thường lệ từ ngày 21 tháng 10, chính thức bỏ quy định tiêm vaccine COVID-19 mới được đi máy bay. Tại cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Lê Văn Thành với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và các địa phương ngày 20 tháng 10, đa số ý kiến đều bày tỏ quan điểm nên có những quy định y tế chặt chẽ hơn với hành khách khi tham gia giao thông bằng đường hàng không so với các loại hình vận tải khác trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, quy định lần này đã bỏ giãn cách ghế trên máy bay, tăng dần tần suất khai thác để từng bước phục vụ nhu cầu phục hồi sản xuất kinh doanh, khôi phục các hoạt động giao thương, kinh tế và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân được tốt hơn. Trong văn bản mới nhất, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn trường hợp hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng, tức phong tỏa, hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng, tức phong tỏa, hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, Cần Thơ có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, bao gồm PCR hoặc test nhanh trong 72 giờ. Trường hợp hành khách khác cần đáp ứng một trong ba điều kiện: tiêm đủ liều vaccine, liều cuối cùng ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng, hoặc F0 khỏi bệnh không quá 6 tháng, hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh trong 72 giờ. Ngoài ra, hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, hoàn thành cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không tại địa điểm xuất phát. Hành khách không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác. Hành khách luôn đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay, hạn chế tiếp xúc. Tổ bay và tiếp viên có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh không quá 6 tháng, có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 7 ngày. Thời gian áp dụng từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày áp dụng, Cục Hàng không Việt Nam đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác và điều kiện đối với hành khách phù hợp. Các đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại không quá 6 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 và không quá 7 chuyến hàng ngày mỗi chiều từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Các đường bay khác không quá 4 chuyến hàng ngày mỗi chiều. Bên cạnh đó, đối với đường sắt, hành khách chỉ xét nghiệm y tế trong các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở. Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các điều kiện sau: có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3, đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng, tức vùng phong tỏa. Không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn. Với người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19, chỉ xét nghiệm khi có điều tra dịch tễ. Với trường hợp cách ly y tế, theo dõi y tế và trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc vùng phong tỏa. Bộ Giao thông Vận tải cũng cho phép tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh chạy tối đa không quá 4 đôi tàu một ngày đêm. Tàu Hà Nội - Vinh, Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh chạy một đôi tàu một ngày đêm. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy tối đa 3 đôi tàu một ngày đêm. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.